Anh gọi đi. Anh muốn đi, quá đi Giang hả? Ừ, em đi xe 7 chỗ, anh muốn quá Giang để em cho anh về. Đi công về mà. Dạ, mình okay. Lái này là hay ai là? Ờ, có người lái, có tài lái. Có tài lái nhá. Ok. Xin chào tuấn vĩ. Dạ, chào chị. Mời chị ngồi ha. Ừ. Dạ. Phiền chị chờ hơi lâu. Không có sao. Dạ. Mình cũng ở gần đâu, mình không có vất vả như các bạn kia. Các bạn kia còn đi trước mình cơ. À. Nghe nói tiếng miền Bắc em tưởng đó là ở ngoài Bắc vô cơ. Ờ không, mình thì nói đúng ra là mình đi từ năm mình còn nhỏ lắm, học xong trung học phổ thông. Thì mình định cư ở nước Anh. À. Gần 30 năm. Dạ, chị về từ Anh. Mình đi về từ Anh, nhưng mà mình về sống và lập nghiệp ở Sài Gòn 6 năm rồi. À vậy chị ha. Ê. Đó thì các con sinh ra ở nước Anh nhưng mà du học và định cư lập nghiệp ở Mỹ, thành đạt và ngoan ngoãn. Hôm nay đến với chương trình thì chị có vững tâm chưa mà thấy có vẻ như là hơi hồi hộp chút xíu. cũng bình thường thôi. Nhưng mà đại loại là trước khi muốn nói thì mình có muốn gửi chút quà cho ngại cho chị ngại mình quá. Mình không có cho Tuấn Vĩ đâu nha. Mình không muốn làm lòng khó mà đây là mình gửi tặng cho trẻ con với đại bà xã. Đây là quà này mình mang từ Mỹ về. Đấy. Thế vấn đề vậy là trước khi mà chị đi từ Anh về là chị đi qua Mỹ không? Mình từ Anh về là mình về 6 năm rồi chứ. Mình lập nghiệp ở đây 6 năm rồi. À vậy hả chị? Ừ, có nghĩa là mình hai quốc tịch. Anh và Việt thì mình định cư, mình yêu quê hương đất nước, đâm ra là mình trở về. Thế còn trẻ con thì nó sinh ra và lớn lên ở Anh thì sang bên Mỹ học đại học và lập nghiệp luôn và thành tài luôn. Đó. Thế thì vừa rồi là mình sang bên Mỹ nhưng mà mình tham chơi với các cháu. Thì mình mới về thì mình mang chút gọi là qua để... Cảm ơn chị nhiều. Ừ, không có gì. Thế này này chị, trong thời gian qua thì em cũng có chuyển tải trên cộng đồng rất là nhiều về cái vấn đề quà cáp. Sợ là phiền cho anh chị đó, đi về tay xách nách mang này kia. Cá nhân em đây, ví dụ như đôi khi em về quê mà... sách cái này cái kia nhiều, em cũng ngại sách lắm, cho nên là sợ phiền cho anh chị. Nên là nếu sau này các anh chị đến với chương trình thì cứ thoải mái đến thôi chứ cũng không có vấn đề gì. Tôi nghĩ không phải lăn tăn, bởi vì đây là ở những nơi xa xôi thì của ít lòng nhiều thôi. Thì trước lạ sau quen, bởi vì là mình cũng muốn là gửi lời cảm ơn Tuấn Vĩ là ngày hôm nay có để có một cái sắp xếp một cái thời gian để mà cho mình có sự hiện diện ở nơi này. Thì mình cũng gọi là bày tỏ cái lòng cảm ơn. Thế thôi chứ không có vấn đề gì cả, mà mình cũng không có cho Tuấn Vĩ mà. Dạ, thôi được rồi, mình bỏ qua cái đó. Trước tiên đó là bây giờ bắt đầu mình vào cuộc trò chuyện thì chị gửi lời chào đến cộng đồng, rồi giới thiệu về mình đôi chút để cho cộng đồng được biết về tuổi tác này cái của chị ha. Thì trước tiên cái điều thứ hai, điều thứ đầu tiên là mình gửi lời cảm ơn Tuấn Vĩ đã tạo điều kiện cho mình có cơ hội để ngày hôm nay được diện kiến ở đây. Và cái vấn đề thứ hai nữa là mình gửi lời chào tới các cô chú anh chị và các bạn ở trên kênh mạng và cũng là cộng đồng của trong nước và ngoài nước. Mến chúc cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Đó, còn cái vấn đề thứ ba nữa là qua kênh của Tuấn Vĩ đấy thì mình cũng thấy là Tuấn Vĩ cũng làm rất nhiều cái việc mà từ thiện mang cái tính chất nhân văn, công tác xã hội. Giống như là mình ở bên kia thì mình cũng đã làm công tác xã hội, thì đòi hỏi cái con người ta là phải có gọi là một cái tình yêu, mà phải có một cái tâm tốt thì mới thúc đẩy được, để cho người ta mà làm công việc như vậy là phải có cái tâm, cái đức. Thế thì hoàn cảnh của mình thì nói thật ra mà nói thì mình cũng cảm ơn trời Phật và cảm ơn cuộc đời đã cho mình những, kể cả là cho dù mình hạnh phúc mình không được tròn đầy, thế nhưng mà cuộc sống của mình thì nói chung là cũng viên mãn. Mình cũng hài lòng là bởi vì là tuy là không hạnh phúc thế nhưng mà mình đổi lại được hai đứa con rất là ngoan và rất là thành công. Mình rất là tự hào. Cái vấn đề thứ hai là về vấn đề gia đình của mình ấy, thì kể cả là bố mẹ đã mất rồi, thế nhưng mà anh chị em ruột thịt thì rất là thương yêu nhau. Đấy là cái hạnh phúc thứ hai. Cái hạnh phúc thứ ba nữa là mình sống rất là gọi là rất thân khỏe tâm an, sống rất là lành mạnh và sống rất vui vẻ. Như thế là mình đã được quá nhiều.
của trời Phật và cái cuộc đời này nó ban cho mình. Cho nên là mình biết là cuộc sống thì phải có cho đi và nhận lại. Thì mình cũng nhân đây thì mình cũng muốn thì mình có viết một câu này này, kiên nguyện này, gửi tới Tuấn Vĩ, chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn. Và mình chân thành cảm ơn Tuấn Vĩ. Đó, thì đây nhá, là bởi vì là mình thấy là Tuấn Vĩ làm cái việc mà mang cái tính chất nhân văn và cái công tác xã hội giống như mình, thành ra là mình cũng rất là tin tưởng và rất là mong mỏi là Tuấn Vĩ sẽ cái công việc của Tuấn Vĩ sẽ được phát triển hơn, ngày càng vững mạnh, và đồng thời cũng là một phần nhỏ quà của mình. Mong Tuấn Vĩ sẽ giúp mình để gửi đến những cái tấm, những cái mảnh đời còn khó khăn và cần phải cái sự chung tay cũng giúp sức của cộng đồng. Đó, thì Tuấn Vĩ nhận giúp mình nhá. Dạ, ok chị. Cái này thì em hoan nghênh chị ha. Đó. Em hoan nghênh cái việc này bởi vì là thực tế thì là cũng có nhiều cái mảnh đời nó khó khăn hơn mình đó, đang còn cần được cái sự giúp đỡ, thì cái việc này thì em không từ chối. Bởi vì trong thời gian qua thì em cũng đi kết nối một số hoàn cảnh khó khăn, cho nên là cái này thì em rất là cảm ơn chị. Và chị giới thiệu tên mình cho cộng đồng được biết chị ha. Thì xin chào tất cả cộng đồng mạng nhá. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Kiên, họ là Nguyễn. Và mình là mang hai quốc tịch Anh. Và tên Anh của mình là Kiên Nguyễn. Còn đâu mình có quốc tịch Việt Nam nữa, mình về đây mình xin quốc tịch Việt Nam rồi thì tên của mình là Nguyễn Thị Kiên. Và mình hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mình về Sài Gòn sống 6 năm rồi. Và mình sinh năm 1969 là tuổi của mình là 53 tuổi. Quê gốc của chị Kiên ở đâu? Quê gốc của mình là mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Và mình rời gia đình mình để mình định cư ở nước ngoài khi mình mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Và sau đó mình định cư ở nước Anh và tạo lập sự nghiệp với lại xây dựng gia đình là ở Vương quốc Anh. Và mình có hai cháu sinh ra và lớn lên ở Vương quốc Anh. Bây giờ cháu lớn là 28 tuổi. Và cháu nhỏ là 26 tuổi. Và hai cháu đã du học bên Mỹ và hai cháu lập nghiệp ở bên Mỹ. Các cháu cũng xong quốc tịch Anh và Mỹ luôn. Và các cháu rất là ngoan và thành đạt, mình rất là tự hào. Hôm nay thì em rất là cảm ơn chị có những cái việc là chị đã lên để gọi là cũng có cái sự tương thân tương ái, giúp đỡ cho những người khó khăn. Bên cạnh đó thì cái nội dung thứ hai thì không biết là chị có nguyện vọng gì để bày tỏ đến chương trình, không biết là ngoài cái việc đó ra thì cái việc tình duyên của chị thì chị có. Thực tế thì là mình cũng 35, mình sống độc thân, nó nghĩa là mình ly dị cũng 10 năm 2 tháng rồi. Và trước khi ly dị thì mình cũng đã sống gọi là ly thân. Và hai cái mảnh ghép đấy vẫn sống với nhau để mà cho đến lúc các con mà trưởng thành, các con tách ra khỏi để sống đi học đại học đó, thì hai người bắt đầu mới là, đấy cũng là sự hy sinh của cả hai người, thì lúc đấy hai người bắt đầu mới chia tay. Đó, thì sau đó thì nói chung là sau bao nhiêu năm mà mình sống như vậy thì nó cũng có những cái mà mình không thấy hạnh phúc, thì mình cũng cho người ta cái cơ hội để người ta giải thoát. Đấy là cái mà cái ý nguyện của mình, chứ không phải là mình bị người ta bỏ rơi. Đấy, mình thấy bởi vì là mình cảm thấy không hạnh phúc thì mình cũng đề đạt với người ta là sống ly thân và có thể lo cái cuộc sống riêng tư, yêu ai lấy ai là chuyện của người ta, mình sẵn sàng. Đó. Thì nói chung là mình cũng 30 năm từ tuổi trẻ mình đi thì mình cũng chỉ biết chồng biết con hay biết lo làm ăn thôi. Thì đến lúc mà khi mà mình sống tự do rồi thì mình giống như một con chim ấy. Tung cánh trên bầu trời, nên là mình sống độc thân, gọi là đời độc thân vui tính vui lắm. Thế nhưng mà rồi cũng đến lúc mà con người ta thì sắc đẹp và cái sức khỏe thì nó sẽ không bao giờ trường tồn hết. Cho nên là mình nghĩ là cũng đến một lúc nào đó thì ai cũng vậy thôi, người ta đi chơi rồi thì người ta cũng đến lúc người ta phải về nhà về cái tổ ấm của người ta thì đôi khi mình cũng thấy chạnh lòng. Thì vừa rồi sang bên Mỹ thăm con thì con gái nó cũng nói, nó bảo mẹ ơi, mẹ xem cho ai ôm mẹ đi, mở lòng đi để cho có người chăm sóc cho mẹ, bởi vì bây giờ mẹ sống cũng rất là vui thì con cũng rất là yên tâm. Nhưng có vấn đề là mai mốt mẹ có làm sao ấy, thì ốm đau gì ấy, thì con cũng không có kiểu như là ở kề cận mà chăm sóc mẹ được. Thì đấy là cái vấn đề để cho mình phải nghĩ, chứ còn mình cũng chưa nói chung là vẫn cứ tung tăng lắm.
Thế xong vừa rồi thì hôm chủ nhật vừa rồi lại nghe xem, lại vô tình lại ngủ dậy thì lại thấy xem, lại thấy có cái chương trình anh ấy bảo anh ấy không muốn sống với bà cô. Xong rồi là có một bà cô ở nhà và anh cũng không muốn sống với bà cô, và anh muốn kiểu tiễn bà cô. Xong rồi anh bảo là phải mở lòng ra, rồi là rồi là bật đèn xanh gì đấy, đại loại vậy, như anh Tiền Tuấn thế đấy. Nên bắt đầu mình mới hỏi chạnh lòng, mình bảo sao cái anh này anh tự nhiên anh lại kiểu như chạm vào anh lại chạm vào, tự nhiên lại chạm vào làm cho mình thức tỉnh là mình cũng phải có cái đến tuổi già rồi, mình cũng phải nghĩ là mình cũng phải sống độc thân cô quạnh, hoặc là mình cũng phải đi sống ở những cái chỗ mà vượn dưỡng lão ấy. Thế mình mới bảo thế thôi thì mình thử xem sao, xem là mình mở lòng ra xem rằng là cái duyên của mình nó đến đâu. Cái mảnh ghép của cuộc đời mình liệu là không tin là cái thế giới này lại không có một cái mảnh ghép nào nó phù hợp với mình cả. Phải có chứ không có thể nào mà không có. Chỉ có điều là mình có mở lòng hay thôi. Chứ còn nhiều người cũng bảo chứ tại sao như thế mà lại không có, bảo chẳng ra chưa mở lòng. Xin lỗi Tuấn Vĩ nhé. Xin lỗi Tuấn Vĩ. Rồi bây giờ thế này, biết rằng là trong cái buổi trò chuyện á, thì chị muốn trải lòng và cảm xúc của chị đã dâng trào, nhưng mà em thấy đó là giữa cái những cái cô chú ở miền Bắc và ở miền Nam đó, thì đôi khi cái ngôn ngữ đó chị nói tiếng miền Bắc và ở trong miền Nam đôi khi nghe không kịp, nên là mình nói chậm chậm lại cho xíu chị ha. Mình tiết chế lại chậm chậm. Dạ, đại khái là do mình kiểu là mình có cảm xúc á, thì mình nói nhanh rồi này kia đó, thì em sợ là đôi khi các cô chú nghe chưa có kịp. Thì theo như cái sự tiếp thu của em đó, thì em nghĩ là trong thời gian qua đó thì chị đã sống khép kín và chị không có mở lòng. Và từ khi nghe anh Tuấn đó cũng mở lòng thì chị cũng thấy cái quan điểm đó là mình nên mở lòng ra. Đại khái là vậy chị ha. Thì hôm nay chị đến với chương trình là chị có muốn bày tỏ đến anh nào cụ thể trên kênh của em không? Hay là chị muốn giới thiệu về bản thân mình thôi? Thực tế thì là mình muốn giới thiệu về bản thân mình. Và nhân đây thì cũng muốn mọi người có thể là để ý, và nếu như cảm thấy là có một cái duyên gì đó thì có thể là kết nối với mình. Để mình có thời gian để mình kiểu như là giao lưu, để tìm hiểu nhau. Theo em được biết thì là chị đã sống ở nước ngoài nhiều năm, ở nước Anh nhiều gần năm. Gần 30 năm. Và liệu bây giờ đó thì chị về Việt Nam, thì chị sinh sống ở Việt Nam, thì không biết là cái gọi là cái văn hóa đời sống, cũng như là cái gọi là để mà nó phù hợp với con người của chị, thì cá nhân em thì em cứ hơi e ngại một xíu là sợ rồi không biết là có ai để phù hợp với chị để mà sống. Tuấn Vĩ nghe này này. Mình ấy là cái người mà hình như là mình made in Việt Nam rồi, cái máu của mình là người Việt Nam, đương ra là lúc nào trong tâm mình cũng muốn trở về Việt Nam. Và mình đã trở về, mình đã đi con đường của mình, là lựa chọn là mình đã đặt cái nền móng từ lâu rồi. Và mình đã về đây 6 năm và tạo dựng sự nghiệp, và bây giờ mình đang sống một cuộc sống coi như là giống như những người Việt Nam của mình. Và nên là mình quen với cuộc sống ở đây rồi, mà mình yêu cái cuộc sống bên này, mà mình cũng hòa nhập rồi, bởi vì nó là 6 năm rồi. Trước kia thì mình cũng về rất nhiều, nhưng mình chỉ là về rồi đi, về đi, nhưng bây giờ là liên tục. Cho nên mình với cái cuộc sống ở đây thì mình là quá quen thuộc rồi, mà mình cảm thấy là cái nơi này để cho mình vĩnh viễn là mình sẽ ở nơi này. Thì em muốn hỏi coi để em biết được cái tiêu chí của chị coi, nếu mà chị chọn một người đàn ông mà chung sống với chị đó, thì chị thử cho em biết cái ý tưởng của chị là chị mong muốn sống. Nếu đúng ra mà nói thì mình cần một người đàn ông có đạo đức, chân thành, và có nhân đức, rồi điềm đạm, chững chạc, không vướng bận, để phù hợp với mình, bởi vì cuộc sống của mình bây giờ nó là như thế. Còn đối với gọi là cái công việc thì chị có mong muốn anh ấy sẽ làm những công việc chẳng hạn như là văn phòng, hoặc là kinh doanh, hoặc là làm không, cái vấn đề trang mà trại, hoặc này cái gì vấn không? Đề công việc ấy thì nói đúng ra mà nói thì cũng là do công việc thì là phạm trù của cái đối phương thôi. Còn mình thì mình không có gọi là tham gia vào, bởi vì ai cũng có cuộc sống để mà get on, phải là làm để mà sống, để mà tồn tại đó. Thì miễn làm sao mà có một cái mảnh ghép nó phù hợp với cái cá tính của mình và cái hoàn cảnh điều kiện của mình.
Yeah. Đó. Còn cái môi trường sống đó chị, thì có bao giờ mà chị nghĩ là mình sẽ về vườn rồi ví dụ như là chăn nuôi hoặc là nuôi cá thả gà rồi này kia, với cuộc sống mang tính là giống kiểu là về hậu phương và mang tính là giống kiểu là người ta hay gọi là an hưởng tuổi già, chị có bao giờ chị nghĩ vậy chưa hay là đấy là cái mà mình cũng muốn nhưng mà mình không có một lửa mảnh ghép, tâm ra là mình không có thực hiện được. Dạ. Bởi vì nếu mà những cái nơi đấy thì nó cũng xa thành phố. Dạ. Thì một thân một mình thì sống thì sẽ không được rồi. Dạ. Thế thành ra là mình cái đấy là cũng cái mà ví dụ như là cũng có thể là sẽ phù hợp được với mình. Dạ. Còn gọi là môi trường đó thì là môi chị, trường sống. Dạ, môi trường sống thì chị có thích là sống ở thành thị nhiều hơn không hay là chị thích về sống ở vườn? Nếu mà tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp mà thương yêu trân trọng mình ấy thì nó phù hợp với mình thì mình sẽ ở thôi, chứ còn mình không có phân biệt rằng là ở thành phố hay là thành thị cả. Ở thực tế thì mình cũng không có phải vướng bận nhiều. Yeah. Bởi vì em hỏi cái điều này đó là do có nhiều cô chú đó thì khi trẻ tuổi thì đi bôn ba đây đó, đi kiếm cơ hội để gọi là tạo cái cuộc sống cho ổn định và giúp đỡ cho gia đình này kia. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu, khi mà tuổi đã gọi là hơi xế chiều đó thì lại mong muốn có một cuộc sống ở quê nhà, cuộc sống an nhàn giống như em vừa nói đó, là chăn nuôi này kia cho nó mang tính vui vẻ để giải trí ở vườn. Cho nên là em muốn hỏi cái tư tưởng của chị thì chị còn muốn phấn đấu được không hay là chị muốn không? Mình thì là mình tự nghỉ, cho mình nghỉ hưu là cách đây là cũng nhiều năm rồi. Mình cũng có thu nhập coi như là để cho mình sống được thoải mái thôi. Nên là mình cũng không có nói chung là không có bươn chải nữa, không phải bươn chải nữa, nhưng đại loại là vẫn cứ tiếp tục để cho cái đầu óc của mình nó hoạt động thôi, chứ còn mình không có trực tiếp là phải vất vả cái gì đâu. Nhưng mà mình vẫn có thu nhập ổn định để lo có cuộc sống thoải mái cho mình. Hiện tại bây giờ thì chị đang còn ở thành phố nào? Mình ở Sài Gòn đấy. Ở Sài Gòn. Dạ. Ở quận mấy chị ha? Mình ở quận 4. Ở bên quận 4. Vậy là trong gia đình thì bây giờ chị còn sống với ai? Không, mình ở nhà riêng chứ. Ở một mình. Mình ở nhà riêng thì ở đây thì có anh chị mình ở Sài Gòn đấy. Còn ở ngoài Bắc thì cũng có anh chị trong gia đình em, trong gia đình. Em thấy những người mà đi ra như chị thì thường thấy năng động chị ha. Năng động vì chắc nó có thể là do cái sự bởi vì thiệp. Là khi mình còn bé mình đã phải bươn trải rồi, thành ra là chị, mình phải vững vàng và mình phải có cái một cái đôi khi là mình cần phải học hỏi nhiều, mình phải nhún mình để mình học một cái ở ngoài đời đó. Đôi khi mình nhập gia tùy tục ấy, mình sang nước người ta là mình phải chịu khó học. Về đây mình thấy mình rất là mới, mình cũng lại phải học lại. Đó. Chứ mới đầu mình về đây mình cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mình đều phải để ý và đều phải học hỏi hết. Đúng rồi, người ta hay gọi là nhập gia thì tùy tục á. Đúng, mình phải học hết. Bởi vì ngày xưa mình bé mình đi học rồi, mình đâu có va chạm đâu rồi đâu mà mình biết là Việt Nam như nào. Mình chẳng biết đâu và mới đâu cả. Thế thành ra là về đây nó tất cả mọi cái đều mới. Chứ ở bên kia mình ở mấy chục năm, mà ở Việt Nam mình ở có mười mấy năm, mà mười mấy năm chỉ có đi học thôi. Thì đâu mình có cái va chạm ngoài đời đâu. Em thấy những người mà người ta được đi ra nhiều thì năng động và cái suy nghĩ cũng thấy nó thoáng và nó mở mang ra. Cá nhân em thì em cũng thích học hỏi. Nếu có dịp thì em cũng muốn đi nước này nước kia để mình nhìn ra thế giới. Đúng rồi, bởi vì cái gì mình chưa với tới thì mình bao giờ mình cũng phải muốn. Giống như mình ấy, mình không thiếu gì nhưng mà còn thiếu một cái mảnh ghép để cho nó hoàn thiện hơn thì mình sẽ phải đi tìm. Thế thôi. Cũng hy vọng trong tương lai á, trong tương lai thì có anh nào đó mà thấy phong thái của chị và thấy con người chị, hiểu được con người của chị, đôi bên sẽ được về chung sống cùng nhau thì cũng tốt. Cũng hy vọng là trong tương lai chị sớm kiếm được ý trung nhân như ý của mình. Cảm ơn Tuấn Vĩ. Theo chị đánh giá thì chị có khó tính không? Nếu đúng ra là khó tính thì không phải khó tính. Biết ra thì rất là dễ. Bởi vì mình là người open, có nghĩa cởi mở. Đi đâu cũng có thể là dễ gần, dễ mến và dễ nhớ. Nhưng khó quên. Nhưng có điều là cái cá tính của mình ấy, là mình làm chủ được cảm xúc. Mình không có lụy. Không có lụy, mình làm chủ được cảm xúc. Và mình ấy, mình nói được làm được. Đó thì những cái đấy thì là cái mà là cái ưu điểm thôi. Đó, chứ còn nếu mà khó tính ra thì không phải là khó tính, nhưng mà cái nói chung là cái tầm hiểu biết ấy, đôi khi là phải nói chuyện được với nhau. Tuấn Vĩ hiểu ý không?
sợ như là kiểu như là hai người cái sự hiểu biết nó không được kiểu như là nó không được cân đối đấy. Yeah. Thành ra là đôi khi nó cũng cái nói chuyện nó không được hòa hợp. Đó, tâm đầu ý hợp. Đúng. Chị nói vậy là em hoàn toàn đồng ý. Cái đấy quan trọng. Hoàn toàn em đồng ý. Ví dụ như chẳng hạn như kể cả hai đứa trẻ nó khác tuổi nhau thôi. Nó đã chơi đồ chơi khác nhau rồi. Ví dụ như cái đứa mà 3 tuổi nó chơi đồ chơi khác, mà cái đứa 7 tuổi nó chơi đồ chơi khác, thì hai đứa đó nó sẽ là có cái tư duy và suy nghĩ nó khác nhau rồi. Cho nên là thật sự mà nói là để kiếm được người tâm đầu ý hợp đó thì là nó phải có cái gì có sự đó hòa hợp. Có cái gì đó nó phải tương xứng với nhau chút xíu chị ha. Không, chị nói vậy là em cái đấy là tôi cứ nghĩ là đồng ý thôi, đồng tình hay, đúng không? Nó phải là tâm đầu ý hợp, mà khi mình giao tiếp nên mình phải có một cái sự coi như là gọi là connection với nhau ấy. Là khớp. Chứ còn đôi khi ông nói gà bà nói vịt thì cũng buồn lắm. Đúng. Bởi vì bây giờ thực tế mà nói thì mình chỉ cần cái người tâm đầu ý hợp và chăm sóc nhau thôi. Chứ còn những cái khác thì với mình nó không quan trọng. Đó. Biết hiểu không? Đúng, thực sự là vậy. Bởi vì em thấy thế này nè, có nhiều trường hợp á, em hỏi là vậy tối về đó thì vợ chồng có hay hữu hỉ với nhau rồi chia sẻ với nhau hay không, thì được trả lời rằng á, mình có chia sẻ mà bạn ấy im lặng, bạn không có nói gì, không có đồng tình với mình. Ví dụ như vậy thì thật sự mà nói là cái đó là cái điều hết sức là tệ hại. Và cái việc mà tan vỡ nó sẽ xảy ra trong nay mai. Bởi vì ở cái chỗ là người này nói mà không được cái sự đồng cảm của người kia để mà không chia có sẻ sự cùng. Chia sẻ. Hoặc là đôi khi ông nói gà bà nói vịt, giống như chị nói hồi nãy đó. Thì người thì muốn chia sẻ điều này mà người kia thì lại cái tư duy và cái suy nghĩ khác đi, là nó không có đồng cảm. Phải bày tỏ thì người ta mới biết, chứ không bày tỏ làm sao người ta biết. Dạ đúng rồi, phải bày tỏ mới biết. Đối với cá nhân em á, thì em cũng thích chia sẻ, thích trò đúng chuyện rồi. Để cởi mở, để hiểu nhau. Thưa chị, vậy thì hôm nay em cũng rất là vui khi được chào đón chị nè. Cảm ơn em. Là điều thứ nhất nè. Điều thứ hai nữa là em rất là cảm ơn chị đã có cái sự tương thân tương ái, là có những cái món quà để giúp đỡ cho những người khó khăn. Em rất là hoan nghênh cũng như là rất là cảm ơn chị vì điều đó. Thì hôm nay em ghi nhận thông tin về chị mang tính là cơ bản. Còn nếu ví dụ như mà có ai đó thấy chị có cảm tình và mong muốn được tìm hiểu chị thì em sẽ kết nối cho đôi bên để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn Tuấn Vĩ. Rồi thì cuối buổi trò chuyện thì chị có muốn nhắn gửi điều gì, hay là có muốn bày tỏ điều gì thêm thì chị cứ tự nhiên. Ra mà nói thì Tuấn Vĩ cũng không phần phải cảm ơn Kiên. Là bởi vì là cuộc sống của Kiên ấy, thì cũng phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn trời Phật đã cho mình những cái may mắn ngày hôm nay. Những cái đấy mình kể đấy, đấy là hạnh phúc của mình đấy. Thì mình nhận được thì mình nên cho đi, người ta bảo sống là cho đi đâu nhận riêng mình. Cho nên là cái đấy là Tuấn Vĩ không có phải lan tan. Và vì cái đấy là mình nghĩ là nhiệm vụ của mình, là trách nhiệm của mình là phải làm. Đó. Còn cũng hy vọng là một mảnh ghép ở đâu đó mà cảm thấy phù hợp thì hãy lên tiếng và cho cái thời gian để mà cái cơ hội để chúng mình giao lưu và tìm hiểu nhau. Vì tất cả mọi cái nó không thể đốt cháy giai đoạn được, đều phải có thời gian để mà tìm hiểu nhau thì mới gọi là đi đến cái kết nó viên mãn được. Rồi vậy thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị, cũng như là em cũng ghi nhận cái sự mà chân tình của chị đến với chương trình. Chúc cho chị và gia đình luôn vui khỏe bình an hả chị ha. Rồi sau này ai muốn kết nối với chị đó thì em sẽ ghi nhận và em sẽ cho chị Kim biết ha. Mình cũng cảm ơn Tuấn Vĩ, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình có cái cuộc gặp gỡ bày tỏ ngày hôm nay. Đồng thời cũng cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước, cô chú anh chị và các bạn đã dành chút thời gian để lắng nghe những tâm tư tình cảm và để cho con tìm được lên tiếng. Ok chị, cảm ơn chị nhiều. Vậy cảm ơn nhé. Dạ, phiền chị Kiên á, ra ngoài cài cái micro cho cái người tiếp theo ha. Ok nhá. Chị có quên gì không nha? Có. Có cái giỏ dưới đó, giỏ chị đó. Đây nhé, mình gửi quà cho vợ con Tuấn Vĩ nhé. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn nhiều nhé. Rồi chào chị. Dạ vâng, chào chị.